Rồi, chào cả nhà người mới nha. Hôm nay thì mình làm trong cái xưởng trong đó, trong cái trại để mà ươm dèo tôm đó. Thì hôm nay mình ra tới ngoài ngoài đời, giữa đồng rồi. Đây thì những cái ao của người ta, mai mốt người ta sẽ nuôi tôm mà như giống như tôm tôm sinh sản vậy đó. Thì đây thì mình hôm nay tới làm cái này, kêu mình cái chòi đi, để mốt người ta sẽ ở đây ta chứa thức ăn này nọ, thức ăn quật vôi bọng với mà người ta ngủ đồ giữ canh mấy cái ao tôm đó. Thì cái này mình làm để coi em nó tí, nó xem cái chòi này nó thành nó sẽ như thế nào ha cả nhà. Đây thì thợ mình đang bắt cái dách vô, bắt dách trước luôn rồi xong rồi lát mình mới lên mình lọt được sau ha. Thì đó, cách thức nó làm sao thì lát mình sẽ chia sẻ cả nhà nha. Đây thì mình mới vừa bắt lên được cái dách rồi, mình đã dựng một bên rồi. Đây mình đang tiến hành bắt cái dách thứ hai rồi. Thế thôi, lát coi cái chòi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình nó sẽ lắc như thế nào thì mày cô chú anh chị chờ đón xem nha. Rồi, sau khi hồi bắt dách đã xong thì bây giờ mình đã dựng nó lên rồi ha các nha. Ngay cây này mình bắt cái tầm với nó một cây, đừng có chỗ mình đứng một tí, rằng mình sẽ đứng ở đây mình bắt những cây đầu tay nha. Do cái này ra ngoài giữa đồng thôi, mình phải tạo cái vàng để mình đứng thôi chứ không có vàng giáo gì ở ngoài này ha. Bên này giữa nằm giữa đồng này cái nhà, tận dụng những gì đó mình có thể thì mình làm. Giờ bắt đầu mình sẽ lên đồng tay. Sau một hồi vất vả thì cái chòi mình cũng đã lợp được cái nóc và dách thì cũng đã dựng được hai bên. Vì đây thì cũng mới vừa đem vô được mớ đan để lót. Tí xíu nữa mình sẽ kiếm thêm vài tấm nữa lót cho đủ luôn, rồi cái mình sẽ trộn cái hồ già mình lắp kẽ cái này nữa, là coi như là xong cái chòi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ha. Rồi sau một ngày vất vả thì cái căn chòi mình cũng đã xong rồi ha. Đây là căn chòi mình cắt để dành giữ ao tôm nha. Thế mình vô trong mình xem thử cái nội thất nữa coi. Còn bộ vít rồi. Bỏ vô. Có. Đây thì có phát mấy cái lỗ. Cái lỗ đằng ban đêm ở trong đây mình ngủ có thể mình dòm cái đó đó. Ngay mấy ao tôm đó mình canh giữ được ha. Đây thì có một cái cửa sau nữa. Thì cái bố trí này là để cái cửa sau đó đó là đi liền đây luôn. Liền cái cửa trước này luôn, đặng khi mà có mà đẩy đồ vôi bọng hay hoặc máy móc gì đó, xe gùa đó, đẩy từ người đó đẩy vô đây luôn ha. Đó, cái này là tự mình thiết kế kìa. Đó. Trong đây thì trong cái nhà nãy tính mở cửa sổ cho đó, nhưng mà không, chỗ này mới muốn để cái giường này, để cái giường đặng cho mà người ta ngủ ở đây người ta giữ á. Rồi thì mình mở ở đây một cái cửa đó. Đây cái cửa thì cũng để nhìn ra ngoài sao sao rồi đó. Đó, cái ao tôm đó mới dễ vôi xong này thì nhìn từ phía sau. Rồi thì như nãy giờ thì chia sẻ với cái nhà từ sáng tới giờ mình làm cái chòi đó. Cái này mình tận dụng qua cái đan cũ nữa, tận dụng đan cũ giùm mình lót luôn. Lót mình cũng chọn miếng hồ chấm kẽ rồi xong. Thì thôi chắc mình xin dừng video đây cả nhà. Cả nhà xem video nếu thấy hay thì hút em một like, một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Vì em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt, bye bye. Rồi đây nhìn xa xa là cái chòi của mình làm đấy ha, mới vừa xong nữa cả nhà. Cái này không có đơ, mình không có làm cửa lại, mình làm như vậy luôn à, cho nó thoáng mát á, bị nguyên cái chòi bằng thiết rồi, nó làm cửa nó hầm mới chịu không nổi đâu.